Chào các con, cô là Phương Thảo. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các con làm bài tập trang 8 và trang 9 trong cuốn sách bài tập tiếng Anh Mai Lan Hương lớp 6 nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu nha các con. Cô nhắc lại cách làm của chúng ta là các con phải xét trạng từ, xem nó ở thì gì. Sau đó các con xét coi verb thường hay verb be. Tiếp đó các con xét dấu cộng, dấu trừ hay dấu hỏi. Sau đó các con xét xem chủ từ là gì. Bước cuối cùng các con áp dụng công thức vào cho cô. Nhìn vào câu số 1, các con không thấy có trạng từ. Câu này nói về sự thật, cho nên chúng ta chia nó ở hiện tại đơn. Đây là verb thường, play. Câu này là câu khẳng định. Câu khẳng định của động từ thường có 3 trường hợp xảy ra là verb không, verb s và verb es. Các con xét chủ từ thấy là đây, cho nên nó rơi vào trường hợp verb không. Verb không là verb ở trong ngoặc thế nào thì các con viết xuống y như vậy. Ở câu số 2, tương tự các con xét trạng từ, các con thấy có chữ every, cho nên nó chia ở hiện tại đơn. Đây là verb thường và cũng là câu khẳng định. Chủ từ là my father. Lúc này các con chuyển thành he cho cô. Muốn hiểu rõ hơn cách chuyển, các con hãy xem lại bài cách chuyển danh từ sang đại từ nhân xưng cô đã giảng ở trong YouTube. Chủ từ là he, cho nên nó rơi vào trường hợp số 2. Read con thêm s vào. Câu số 3, các con cũng xét trạng từ. Trong câu này không có trạng từ, câu này nói về sự thật, cho nên chúng ta chia ở hiện tại đơn. Ở đây cũng là động từ thường, động từ have. Câu này cũng là câu dấu cộng. Chủ từ là we. Trong trường hợp này các con chú ý giùm cho cô, động từ have có 2 trường hợp xảy ra là have 4 chữ và has 3 chữ. Have 4 chữ dành cho các ngôi I, you, we, they và danh từ số nhiều. Has 3 chữ dành cho các ngôi he, she, it và danh từ số ít. Chủ từ của chúng ta là we, cho nên nó đi với have 4 chữ. Ví dụ số 4, các con thấy có chữ never, nó là trạng từ. Các con sẽ chia câu này ở hiện tại đơn. Đây cũng là verb thường, do. Câu này cũng là câu dấu chấm, các con chia ở khẳng định. Chủ từ là she. Khi các con gặp động từ thường, các con nhớ xét xem coi nó có tận cùng bằng các chữ sao cô chạy xe ôm dởm không? Động từ do nằm trong trường hợp này, nó tận cùng bằng o và chủ từ lại là she, cho nên nó thỏa hai điều kiện là he, she, it và tận cùng bằng các chữ sao cô chạy xe ôm dởm, thì nó sẽ nằm trong trường hợp verb es. Vậy các con phải chú ý thêm es vào do nhé. Câu số 5, các con xét thấy có trạng từ tries, các con chia ở hiện tại đơn. Các con xét thấy động từ thường là go. Đây là câu khẳng định vì nó kết thúc bằng dấu chấm. Chủ từ là I. Vậy trong trường hợp này các con phải chia nó ở verb không. Ở câu số 6, các con xét trạng từ, không có trạng từ. Xét verb các con thấy nó là verb be. Đây là câu dấu cộng. Chủ từ là cause, có s là số nhiều. Lúc đó các con nhớ câu thần chú I thích em cho đi chơi game. He, she, it và danh từ số ít thích y cho đi thi, và we, you, you, they và danh từ số nhiều thích r cho đi spa. Vậy chúng ta chia r ở đây nha. Tiếp tục câu số 7, các con nhìn vào câu, các con thấy có trạng từ always. Mình sẽ chia câu này ở hiện tại đơn và nó là động từ thường have. Thấy have, các con nhớ con heo lớn và has con heo nhỏ nha. Have lớn 4 chữ đi với các ngôi I, you, we, they và danh từ số nhiều. Và con heo nhỏ 3 chữ has đi với các ngôi he, she, it và danh từ số ít. Chủ từ ở đây là Jane, là she, cho nên nó đi với con heo nhỏ là has. Tương tự câu số 8 cũng vậy, các con thấy có trạng từ usually, cho nên câu này các con chia ở hiện tại đơn. Đây là câu dấu cộng. Nhìn vào dấu ngoặc đơn thấy đây là verb thường. Xét chủ từ thấy là he. Vậy sẽ có 2 trường hợp xảy ra ở đây là verb s hoặc verb es. Lúc đó các con xét xem động từ có tận cùng bằng các chữ sao cô chạy xe ôm dởm không.
Trong trường hợp này, chữ watch là tận cùng bằng ch, cho nên các con phải thêm es vào. Cô nhắc lại, trong trường hợp này phải thỏa hai điều kiện nha. Chủ từ phải là he, she, it và danh từ số it, và tận cùng bằng các chữ sau cô chạy xe ôm dởm thì các con mới thêm es vào được. Ở câu số 9 không có trạng từ, đây coi là câu nói về sự thật, cho nên các con chia ở hiện tại đơn. Động từ là động từ to be. London là một địa danh, các con chuyển về đại từ là it. It sẽ đi với is, phải không các con? Và câu cuối cùng các con xét trạng từ, thấy không có. Đây là câu nói về sự thật, cho nên các con chia ở hiện tại đơn. Các con xét coi verb thường hay verb be. Các con thấy có verb be kìa. Đây là câu dấu cộng. Sau đó các con xét chủ từ, thấy có I. Vậy là chúng ta tiếp tục áp dụng câu thần chú I thích em. Các con điền em vào ở đây nha. Và tiếp tục xét chủ từ my parents. Đây là danh từ số nhiều, cho nên thích are và cho đi spa ha. Vậy các con sẽ điền are vào đây. Ở dạng bài tập này, người ta yêu cầu các con phải chia các câu sau đây ở hiện tại đơn hay là hiện tại tiếp diễn. Lúc đó các con sẽ xét xem trong câu có những động từ nói về các hành động đang xảy ra, hay các trạng từ now, at present, at the moment, at this time, at that time, sau câu dấu chấm than, thì lúc đó các con sẽ chia ở thì hiện tại tiếp diễn. Trong câu số 1 có động từ look for là đang tìm kiếm. Các con sẽ chia câu này ở hiện tại tiếp diễn cho cô. Câu này kết thúc bằng câu dấu chấm đằng sau chữ check, nên nó là câu dấu cộng. Công thức của câu dấu cộng thì hiện tại tiếp diễn là S cộng am is are cộng verb thêm in cộng o. Vậy các con sẽ chia là I am looking. Câu số 2 các con chia cho cô ở hiện tại đơn. Câu số 3 các con nhìn vào thấy có chữ now không nè. Vậy nhớ chia ở hiện tại tiếp diễn nha các con. Câu số 4 có trạng từ often. Nhớ xem các con phải chia ở thì nào nè, hiện tại đơn hay hiện tại tiếp diễn? Phải chắc chắn là hiện tại đơn nha các con. Ở câu số 5, đây nói về hành động đang xảy ra, đang nghe radio. Câu số 6, các con thấy có trạng từ every morning. Câu này các con chia ở hiện tại đơn, chủ từ là he và động từ tận cùng bằng sau cô chạy xe ôm dởm, cho nên mình sẽ thêm es vào động từ nha các con. Câu số 7 các con thấy sau dấu chấm than kìa. Vậy câu này sẽ được chia ở hiện tại tiếp diễn nha. Câu số 8, câu này nói về thói quen, cho nên các con chia ở hiện tại đơn. Các con thấy trong dấu ngoặc đơn có chữ not, cho nên nó là câu dấu trừ đó nha. Cô nhắc lại công thức của câu dấu trừ hiện tại đơn là S cộng do the not cộng verb nguyên mẫu cộng object. Các con nhớ verb nguyên mẫu là trái tim còn nguyên đó nha. Là verb ở trong dấu ngoặc đơn thế nào các con đem xuống như vậy, các con không có thêm s hoặc es vào nha. Câu số 9 là câu sau dấu chấm than, các con chia ở hiện tại tiếp diễn ha. Và câu số 10 có trạng từ at the moment, các con cũng chia ở hiện tại tiếp diễn luôn. Nhưng các con phải chú ý, trong dấu ngoặc đơn nó có chữ not, các con phải chia ở dấu trừ nha. Công thức câu dấu trừ của hiện tại tiếp diễn là S cộng am is are cộng not cộng với lại verb thêm in cộng o. Ở dạng bài tập này, người ta yêu cầu các con hãy chia những câu sau đây ở câu dấu trừ của thì hiện tại tiếp diễn. Vậy các con chỉ cần nhớ công thức câu dấu trừ và cách thêm in vào verb nha. Các con làm xong, chụp hình lại gửi cho cô xem. Với những câu nào sai, cô sẽ giảng và sửa lại cho các con. Thực hành làm bài tập thật nhiều để các con học được tốt môn tiếng Anh nha. Bài học đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các con ở các bài học sau. Bye bye các con nha.